Hai, xin chào cả nhà đến với video của mình nhá. Thì hôm nay mấy anh em mình đi bắt một số ếch về để chúng mình nướng nha mọi người nhá. Đây. Ủa nó kêu cả mọi người ơi. Ủa mồm. Con này chắc cũng cân luôn đó mọi người. Đấy. To lắm nhá. Con này to lắm nha mọi người ơi. Con này rất là to. Đây mọi người nhìn. Này, con này to gần bằng bàn tay mình ấy chứ không phải bở đầu con này nữa này. Ủa hai con nhiều lắm. Đi nha mọi người nhá. Hôm nay buổi tối thì mấy anh em mình đi bắt một số ếch và con chàng chàng hưu nha mọi người nhá. Anh em mình bắt đi trong khoảng 2 tiếng thôi. Đây, và đây là thành quả của anh em mình. Đây con ếch này to lắm, đứt sổ miệng. Chúng chả chỉ sống con sóc, con sóc. Gãy cổ cho con. Con ghiên ghiên đây là các bạn, con ghiên ghiên như này chạy tất rồi. Đây người ơi. Đây thì một số ếch hố đây mà gì mũ. Đi đóng vơ đấy bọn này. Gì lên con sùng mẹ. Gì lớn chỉ. Gì thì nó còn vẫn sống lại mà. Đây, đây, người đây là ếch. Đây là ếch thôi nha. Đây là bọn mình mới lấy ếch ra thôi chứ con hưu mình chưa lấy đâu. Đây mình sẽ nướng trong đêm luôn nha mọi người ơi. Hiện tại là bây giờ là khoảng 10 giờ 30 phút nha mọi người nhé. Mình đi lúc 8 rưỡi nha. Đấy toàn ếch cơ không mọi người ơi. Con nhỏ này là ếch ếch đực này. Còn hai con to này là ếch cái này. Con này giờ trứng quá trời lắm nha mọi người. Ếch quá trời ếch luôn mọi người ơi. Kể đến nó cho tính là khoảng mất mấy bia rồi mà. Mày cần thế nào. Hai con này là kiểu chỉ mới khai bia thôi các bạn nhé. Ếch tuyệt vời không mọi người ơi. Tí nữa bọn mình sẽ tẩm ớt và nước và đâm nước thát lại ớt nữa bạn. Đây, ếch được hai con này lớn bự nhất nha mọi người nhé. Sùng bạn. Này còn hiếu không? Ê, thú ý. Để mãi các bạn đã ngửi thấy mùi thơm chưa? Quá tuyệt vời mọi người. Ra đồng bắt ếch mà vẫn tình cờ tóm được con ếch đang đi ngoại tình.
Đây là con ếch. Sau đây là kêu bú chim tần trưởng. Đấy bú tần trưởng đó. Nói chung là hiện tại là có hai con rất là to nha mọi người. Đây là ếch nướng siêu cay phải không? Lại thăm môi nó nhỉ. Đây là YouTube TVT Vlog đang đăng quay. Đây. Nướng hai con ếch siêu cay. Ếch siêu cay không đủ nha mọi người. Trong nồi đang còn á. Nhiều lắm mọi người ạ. Ủa có cả cá này, cái con này là kêu ngoài mình là cái bọn cá mập này, con này con cá mập nha mọi người. Còn đây là ếch quay to này. Ôi, cái rú đây. Đây. Nên là thầy này sẽ ăn. Vãi lộn anh em ơi, ếch ngon vãi. Ô chấm chấm này. Ô bướm kìa. Ô phê quá. Phê vãi anh em ạ. Mà ếch ngon vãi luôn. Thế thầy thằng làm như thế này. Làm như thế này. Trời ơi. Ngon, khá là ngon các bạn. Cái này là cái này là chiêu bú gì nhỉ? Bú lồn. Ok các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ chiến món ếch siêu cay khổng lồ nha mọi người nhá. Rồi mời ông. Mọi người thấy hay thì nhớ like và chia sẻ cho kênh của mình nhá. Ếch ngon vãi các bạn. Eo ơi, ếch ngon vãi. Okay.